Rồi lên 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 lên. Trời ơi, mình với cậu có sở hữu rảnh mà để câu chỗ này nè. Người câu tôm á, dính cá lăng cái gì kìa, cá lăng kìa ba. Dính bọng lông. Cá lăng kìa, lú gầu gầu lên kìa. Lú gầu lên đó. Đó, hốt hẹn. Ù. Cá lăng này thả bè luôn. Ngọc lù. Ngọc lù. Lũ cá của tôi ra. Anh em để đây câu tôm nè, móc bằng ngồi tép gông á. Sao không tôm không dính những cá lăng. Năm nữa là chà bá. Năm nữa kiếm đâu trăm mấy ngàn á. Nói vô bè nuôi. Lăng nè. Năm sau là kiếm trăm mấy chục ngàn á. Từ nay ông móc cái gì vậy? Chủ chủ ra dục cái vô cái dèo cá lăng bánh á. Còn mình qua anh đây coi thử cái cần mình đây ra. Như bè thấy dễ kiếm cá ghê không? Câu tôm dính cá lăng. Quýu đọt coi. Ở đây câu giải trí chơi bạn ơi, chứ cá tôm đâu có nhiều. Quá. Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì bữa nay mấy anh em mình á có văng ra lưới neo. Chưa trời chưa chặt luôn, nắng chang chang luôn. Đợi chút xíu nữa rồi coi tình hình sao rồi canh nước nè. Rồi mấy anh em mình đi thăm lưới. Bữa lúc 12 giờ trưa. Chắc bữa nay chắc cũng tầm 3 giờ gì đó mới thăm lưới. Giờ này mới có 1 giờ mấy à. Ủa cũ xuống đi đâu ạ? À? Đi về chổng hả? Chạy về trong nhà ngoại mới lấy thức ăn hay gì á. Có thức ăn để trong nhà bà ngoại đó, cứ ginh tới ginh lui gì đó. Đôi khi nó cũng hơi bất tiện, chạy vô con gạch chổng, con gạch nhỏ đó. Thấy con nước giấc trưa này ngon lắm đó nha. Không biết tình hình cá mắm sao à. Mình ngâm lưới cũng được 3 tiếng thì tỷ lệ cá nó dính cao hơn. Thấy nói chung là trước mắt là thấy tình hình nước nôi thiên thời địa lợi ngon lành đó. Mà còn quan trọng cái nghề bà cậu này nó hên xui lắm. Phải thời chúng chúng lắm mà phải thời là thắt. Bữa chúng bữa thắt là chuyện bình thường, cái nghề bà cậu mà. Sư mẫu giờ này bà đâu có nấu cái gì chứ mà khói nghi ngút trời. Buồn để câu gì nè, mình lụm con cá lăng, câu tôm. Để hôm nào được nước rồi mình đi câu tôm bữa. Nước này câu cũng chua lắm, nước giờ dạng nó hơi đứng, nó chảy yếu á, tôm cũng ít ăn. Rồi hẹn các bạn chút xíu nữa, mấy anh em mình đi thăm lưới nha, sẽ biết kết quả như thế nào, trúng hay thắt, thắt hay trúng. Dạ mấy anh em mới đầu đi thăm lưới thôi bạn ơi. Mở mấy cái cờ lục bình nó trôi nó kéo đâu mất tiêu rồi nè. Thứ gì chịu nổi không? Trên đó có chú đó là đang câu tôm. Giống tám hả ta? Trời ơi bắt tám. Tám mà anh có đại ca bự. Trời ơi ông tám ngồi, bắt tám ngồi đây nãy giờ tới đâu ai không? Anh của đại ca bự quá anh ơi. Sáng giờ tôm ăn không tám? Ừ. Bây giờ là gia đình sư mẫu á, cũng đi thăm lưới á. Cái dây phao ở đâu mà nó từ đó mà nó lòng thòng nè. Thẳng thằng ngơ kìa.
có ngay chăng cái thiết bị có chú Bảy luôn. Dạo này có gió bắc á, bởi vì lục bình nó tấp bên đây quá trời quá đất luôn. Nãy gặp gạch giúp mũi xuồng bắt cá mà gạch đó để mình dằn cái xuồng xuống á, mình câu tôm mình để xuống á, đừng cho cái xuồng nó trôi á. Lo về lục bình luôn, bắt cá chỗ đó câu tôm dễ luôn. Bên này hút khu gô à. Lục bình nó dính vô cái đi phao cái tờ lưa hột dưa. Cốt bảy cốt kén hôm nay nhậu có độ hay sao rồi, để con ra cho cá ăn biết nữa. Chắc vậy rồi. Bắt đầu lên hàng nè. Ừ, thấy nước mình này ngon lắm đó nha. Ngầm muôn thúi lưới luôn, hơn 3 tiếng đồng hồ. Bên này hên có dính bông lau không? Thường mỗi năm là hết mùa lũ nè, thường có bông lau mà không có nhiều nha. Con hay con nha, tính hết luôn người dân đây. Năm trước hình như là cũng được 2 con gì, siêu mẫu dính con, tẹo phát dính con phải. Như cũ cái sổ cũng dính 1 con nữa. Cái gì vậy? Trời ơi, cái sủ kìa. Ủa sủ bự dữ ta. Mới kéo lên nè, hốt con rồi. Cái sủ này khoảng 5kg à. Ngứa đủ hả mày? Hôm nay chị Nương mới đem theo xô vàng, sọt vàng luôn nè. Toàn là ngồi vàng không á. Cái nào cũng vàng. Sủ sủ làm mày làm phải đầy xô nha mà nước. Chắc ăn luôn không? Thấy tự tin ghê chưa, chắc ăn luôn đầy xô á. Cái vậy không lao bầu. Tưởng đâu lên ẻm nè, nguyên cái dây đậu phộng gì đâu, nguyên cái gì nữa kìa, bông lao đâu cá chứ nữ nhân trắng chứ. Bông lao lúc nào cũng bao la xong tiền. Tưởng con à nhỏ. Sao gần bờ thấy bông lao không khá dữ ta, nó lịnh phình như vậy nước cũng ngon lắm mà. Gì đâu mà bao bóng bọc nó nổi từ lứa chân nè. Bình lên con nó ơi. Hốt mấy con trọng trọng con mới đã bạn ơi. Cái điểm này là chủ yếu mình bắt cá sủ. Chỗ này giống nước lộn với những miếng bọc lông quá trời. Nước bên này chảy cũng yếu. Sai. Ừ, bắt cá lựa bởi vì hốt mấy con trọng trọng mà. Tại vì mấy cái sổ đôi khi cái răng nó ngứa nú rồi nó cắn vô lưới rồi nó dính răng đó. Chứ mấy nhìn cái sổ vừa rồi đâu, cái thước cả chục lần con cái sổ nó vẫn lọt như thường. Đinh nó gì vậy? Đi kịp nhớt vậy.
xa xa trên đó là đại ca lộc đó cũng đang thăm lưới á. Mà cá không thấy lên. Ừ, mông lao cứ lên hoài. Lưới mà đang thòi lùi này là cái tàn dư hôm bữa văn bên là còn bên Bình Thạnh đó, ba cái bờ lục bình nó dính, đang thòi lùi tới lưới. Trời, mấy tổng lưới này dính mấy con cá bự bự coi đã lắm, trời ơi, nó phình lên, nó nổi từ 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 lên coi đã lắm, mà hấp dẫn lắm. Bọc ở trong tiền này không bao giờ hết. Thế chứ càng ngày càng lên không à, càng ngày càng tăng lên chứ không giờ giảm. Cái vậy nhỏ lọt nhất nhiều, lọt lưới để lại nguyên bạch nhất. Nào hú bà xa nhỏ. Cái nào hốt cái mẹ không ba? Cái mẹ mấy 20 kg rồi đã. Cái mẹ là vậy, nhiều khi nó đâm lưới á, là nó cứ lặn theo lưới, nó để lại nhớt quạch và thòn vậy đó. Mẹ trắng á. Hồi đâu năm rồi mình với cậu có sủ cũng dính được con mè trắng như 12, 13kg gì á. Nhìn chập ba lửa luôn. Bỏ tay luôn bạn ơi. Ư ừ, gì chịu nổi. Hai con xứng đáng ghê không? Con nào nó bự ghê hồn chứ. Đâu mà dính cá toàn xúc phạm người đi văn lưới neo thiệt chứ. Quất con Hugo nó sốc lại tinh thần các bạn ơi, gì đâu mà nãy giờ hai con này ép không à. Lúc mầm lúc lá không? Mụ giáo à. Nhiều đó chưa tới mụ giáo rồi, mới lớp mầm lớp lá à. Lấy là bông lao. Cái gì? Gì kìa? Dân trắng lên kìa. Nó lên bạn ơi. Hốt hàng rồi. Hàng hốt. Thấy chân trắng ẩn lên kìa. Đó. Trời ơi quá đã rồi. Ô, cái chân gì phao. Hốt hàng, hốt hàng. Vô. Con đã 2 kg mấy à. Ôi nó không lên lên gì chứ. Con mình là diễn sát diễn phao luôn. Còn đó mà gặp lưới 40-50 mặt là thoát. Lưới 50 mặt là như lưới của đại ca lộc là thoát rồi. Nó thòn cá chứ, xứng đáng. Nó vô nó lẹ một cục. Hả? Ở này đem xô vàng, sọc vàng luôn, có gì hên ghê. Nó cái à. Quá đực đỡ quá. Cá kích cỡ cỡ đó, gỡ nó khó lắm, đại nó bó sát vô cái mang á. Mấy con nào đại khái khoảng 1,5-1,6 kg thì mình rút lưới nó dễ. Còn mấy con đó nó khoảng 2 kg mấy là nó hơi khó chút. Nó bó vô mang gỡ khó ghê. Hốt con đó thấy có động lực liền. Lũng gạo hết sảy ở ngồi tướng đẹp dưới ta quá đẹp. Ngồi tướng thì mị ra không chủ cái thẩm hình vô, vô. Chủ cái rồi phải có chủ đực chứ. Cái cũng đưa gần đây nè bà đường ơi.
bởi dính mấy cá sủ đó, mấy cái đồng lưới vậy mà coi đã lắm, nó ẩn từ từ với cái dạ với nó ẩn lên là mình thấy liền à. Ừ, thắng xong lên luôn đó, ừ, chậu bông màu trắng. Làng hoa xà đét đâu giờ về đây không biết nữa. Văn lưới neo, thôi dính mấy cái sủ bự vậy mới đúng lưới neo chứ. Ai như hai con nãy mini nữa. Còn nữa, mới kéo được ít lưới nhiều đó, thấy ngon lành rồi. Kìa, nó kìa. Ôi ôi, má ơi, quá trời quá đất rồi bạn ơi. Hôm nay kỳ vậy. Mới dính con bự tưởng đâu càng ngày càng bự hơn. Ai về đâu xuống với cấp 1 của nó rồi. Hiểu trời cá. Bỏ tài thì chứ. Thứ gì chịu nổi, thứ gì chịu nổi. Nãy giờ phải ba con kia bằng cái con bự đó là chúng đậm lè đậm lét rồi đó. Bữa nay thấy con nước ngon quá mà, bởi vì nghi thế nào cũng cá đâm. Ồ, đó là hai chồng chú Thành đó, dần lưới cá sát. Còn là sư mẫu với con bèo làm tốt chứ kìa. Chỉ cà tha với nồi cơm không bả chứ. Trời lên con nữa ơi. Nãy cái phải con đứt nữa. Chỗ này bận chứ ta, quá trời bọc. Nước nôi giờ đâu hiểu nổi. Kiểu văn lưới bây giờ là cái cầu hơn kiểu mà cầu mai đó. Chứ dòng nước bây giờ nó không còn có theo cái quy luật hồi xưa nữa. Khi có gió này cũng khó biết bà. Ứng lên con nữa rồi. Nước giờ đâu biết trước được đâu. Vui buồn thất thường lên cạn lớn cạn thất thường. Gì vậy bà nó? Dạ. Ờ, bà làm giật mình mà đứng. Tụi nó hót hàng đấy chứ. Tụi nó hàng lên rồi đếm tiền rồi. Vì thấy nặng rồi. Bệnh phát này là quạng lên hàng nè. Tôi nghe nó rột rột đó. Lấy người nó tột, nghe rột rột rồi.
Nè trời ơi, bê tông nó 70. Trời ơi má ơi, cái này mấy thứ da cào nữa mà. Tóc lưới 70 lên quải cả linh hồn chứ. Cái đó nó dính vào lưới khó gỡ. Sức ra rồi mà còn nữa hả? Mày dính khoát nữa chắc đuối thiệt chứ không phải chơi đâu à. Rồi giục luôn. Lúc bữa nay kiếm Hugo sao kỳ ta? Nãy bở con nó được khoảng 2 ký mấy mà. Lâu lắm rồi chưa gặp mặn cá sấu 1 chục ký là gì luôn. Nãy giờ tính số lượng là ngon lành đó, nhưng mà cái chất lượng được có 1 con 1 hả? Có số lượng mà không có chất lượng. Dạo này gần Tết thì sao bông, mấy chậu bông trên xe đét cũng xuống nhiều dữ ha. Để qua Tết cái là trời, thấy mấy cái chậu, thấy cái cảnh nó còn dữ dằn nữa. Vậy tụi nó dính tôm gì nghe bún chọc chọc vậy đó. Thiệt cụ quá hay, cụ ơi quá hay. Trời ơi rồi mắc hết càng rồi. Ồ hay, hay cụ cái sủ ghê gớm chưa, kéo lưới thì biết hình như dính tôm không hả? 4 đứa rồi, tôm này nữa 5 đứa. Ờ tôm càng luôn nè, mà có cá càng một mới độc chứ. Đây đây dân lưới neo rồi dính tôm càng, con nào nấy chà bá mà. Mì tôm luôn. Có càng một về mì tôm luôn, thiệt tình chứ. Ôi mà vậy mà cá sủ lại nó không hốt con tôm càng đó bà Đức. Hả? Lạng hoàng à, hốt cá sủ bự đây nè. Mấy con tôm đó, mấy cá sủ nó mám lắm mọi người. Cái gì vậy? Ừ, dính cây gì vậy? Trời ơi, cái bọc là mực hút. Lạng quạng cái số đực là nó men men, nó men đánh muộn con càng nó lại đây, nó nằm lưới nè cho coi. Tôm càng đó khoảng 1 tháng nữa là dính thăm lưới neo là dính nhiều lắm. Lúc trước mấy anh em mình thăm mà mỗi lần cuốn thì cũng kiếm 2-3 con. Đợi 1 tháng nữa tới mùa tôm càng nè. Qua xích bên đây nữa, ba cái xà lan nó chạy nè, bây sóng đánh quá trời luôn. Chuẩn bị qua tới mấy cần cẩu cặp cát à. Mới là chàng hả? Nước này chảy xìu mà bọng lông dính còn cỡ đó. Đúng là xong tiền giờ dục lưới xuống là dính bọc, dục lưới xuống là dính bọc rồi chứ. Tình hình gì là sao? Kìa 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 kìa. À, lên hàng lên hàng. Bởi vậy cũng hốt sao được. Như sủ đực hay vậy? Điểm này điểm của sủ đực mà. Cái nữa hả? Đây là cái. Giờ đực chuyển qua cái rồi bạn ơi. Điểm này
vô này hao lọc. Điểm này lúc trước anh em mình dân dính toàn có sủ đực không, bởi vì được mệnh danh là điểm có sủ đực, bữa nay toàn dính sủ cái không. Vô lấy cảnh chiều đẹp mà là anh bịa bật luôn. Còn được con cái. Hai đứa đi chơi đi. Qua này phải hốt hàng chứ, dễ gì không hốt được mà. Nhìn thấy có tim gì đâu dưới nữa kìa. Để tim bọc. Hai con này ngang ngửa. Sẵn để hai chồng cũ cá sủ làm ảnh bìa luôn. Bây giờ kìa để cái kìa. Thấy mặt rồi, không để giống như cũ nãy á. Ừ vậy đó. Rồi bật rồi. Giờ mặt trời. Quỷ dạ ơi, cá nhìn mặt trời. Cái gì vô nổi với củ cái sủ này chứ. Hai con cỡ ngon lành. Không, cái xô vàng thần thánh không dễ gì phản được. Nay xô vàng sọt vàng luôn mà. Ngon lành cạnh tranh. Tự thắng xong lên luôn nè. Hút hàng luôn. Ra đây phải lụm hàng ha. Phải chờ đợi nãy giờ đó. Cái điểm này lúc trước cũng thường dính cái sủ đực lắm mà sao giờ kỳ ta. Sủ cái không? Mà có cũng mừng bạn ơi, bà cậu cho gì hưởng đó là mừng lắm rồi. Không lẽ có nhiều cái sủ đực đây củ sủ hốt hết rồi. Bọt thì dính nồi kìa. Ừ, ốc. Lọc nãy dính được con cái sủ cũng trọng rồi, xong tới giờ hôm nay thấy em ru. Lọc nãy hốt còn đó cũng 2-3 kg mà nhìn xa quá cũng không rõ không. Được có một con gần mấy bờ rồi ra tới đây thấy hiu quạnh rồi. Đó là bán vàng ngay bán bằng lông không? Ai làm ảnh bìa hai con đó có nào ngồi hốt con 5-6 kg nữa. Đem lại làm bìa thế mà. Dính con 10 kg lại làm ảnh bìa thế. Tiếc. Nãy giờ không hốt hết mấy chậu bông rồi đó. Chưa tới Tết mà sao quá trời cho bông. Cái này bạn mấy anh em mình để ý mấy lần luôn á, tức là sau Tết mấy cái chậu bông này dữ lắm. Tại người ta mua bông nhãn thọ rồi gì này bông nọ về người ta trưng Tết á. Xong bắt đầu người ta dục, trời ơi người đây nhân dính tao nó quá trời luôn. Chưa tới Tết mà dính còn vậy. Bột tính ra bữa nay nó dính cũng có rô riết cái bột, diện trên diện dưới. Còn thường mà đó, mấy bạn để ý thì thường là bọc nó dính ở diện kỳ là nhiều à. Còn bữa nay là dính đều gan luôn á, diện kỳ diện phao dính đều hết á. Ồ, đại ca lọc mình cứu lưới xong rồi kìa. Đang chạy tới 8 bán thịt trâu. Tại lưới anh lọc lưới ngắn á, bởi vì thường là cứu lưới sớm. Hả? Thấy anh dính như con cũng trọng phải không? Ồ. Còn nó cũng 5-6 kg hơn à. Ủa. Ờ nãy thấy kéo vô xíu nó hốt được con đó hả? Được con nè, con chất lượng. Không có màu thứ hai đâu. Không có con cái gì nữa chứ. Còn gà cũng có nữa. Con đó thì đủ ấm rồi, con đó cũng 6-7 kg rồi. Ấm hỉnh. Nãy thấy không kéo lên xíu lụm gạo rồi. Anh nói có bọc không cũng lưới màu hả? Có bọc không cũng lưới màu hả? Thằng ơi, còn đây ha, sau lưới chỗ này nó quá trời bọc luôn. Nãy giờ củi bà nương gỡ mỗi tay luôn á. Nhiều ông đem một củi bà nương hứng hết rồi. Hả? Cái. Nè cái ốc gì nữa, cái phèn á. Con có phèn nữa bạn ơi. Ú, phèn. Nó phèn không được bự nữa chứ.
nãy khúc lưới mới dính, khúc lưới mới thì dính con còn có phèn hả, vẫn chơi rồi đó đó, đi không kìa đó, cái cóc cái gì mà ơi, cái mày trắng ông nội ơi, dừng lọt lưới à, dừng đừng cá nhỏ. Ừ chơi kỳ, tim lên bận bận đứng gì mày trắng. Loại cá này là mạnh nhất ở sông Tiền, nó mạnh như đạn. Bỏ tài bỏ luôn cái chân. Tài nhớ đập tết thì cá mày trắng này là cá hồi nãy mình có nhắc là lúc trước anh em mình văng dính con mấy ký đó, là nó đó. Cá này chỉ có nội chả, cá này bán mười mấy hai chục ngàn ký à. Cá nhỏ đó, nhưng mà người là con cá bự hơn á, khoảng 7 kg trở lên á thì nó còn nằm ở giá 60 ngàn. Còn cá này nếu mà gò khoảng ký mấy thì mua về đa số người ta nào trả không. Ừ. Sủ bình lớn cũng có tiền. Đúng rồi, nếu có sủ bình lớn cũng bộn rồi. Rồi cá này rộng đâu? Rồi bỏ xô. Đã nói là cũ có sủ thì bắt cá chỉ có bắt cá sủ thôi. Ghe đâu có gà đục. Cắt những cá cóc này cực kỳ. Thứ gì chịu nổi thì ôi ừ, làm bựng bựng. Em thì mới đầu á thì mới đầu nó lên em tưởng đâu là con cá cóc, tại thấy cũng hơi bự bự. Ai về đâu cái mà trắng. Gần hết lưới thì tới mấy xà lan chạy. Lá xin bà cậu con cho cái mày trắng đó trời. Khoảng tầm 1 tháng nữa là tới mùa ngư dân đây thả lưới cái mày trắng, con cá mới dính. Mà thả lưới tắc 8 hay tắc không à. Dính con nào nấy từ 12 kg trở lên không à, coi đã lắm. Mà thả nó chua lắm nha, hên lắm mới dính được con hai con. Loại cá mà trắng thì nó khôn lắm, nó lằn theo lưới mà ít khi nào nó đâm trực diện lưới, bởi vì nó ít khi dính lưới là vậy. Rồi cái lưới mới này tính ra dính được có con mày trắng với con phèn à. Cá gì về qua bên cồn An Hiệp rồi nay dần qua tới mấy cần cẩu cặp cát luôn. Dạ mấy anh em mình chạy lại đằng kia mua vịt lộn ăn bạn ơi. Quắc họ mà họ không thấy. Chạy lại đây mua vịt lộn ăn luôn. Công đâu chuyện luôn mà. Nãy giờ cái người trên xà lan này quắc họ nè, họ bởi vì họ lo nhìn cái người xà lan nè, họ không nhìn mình. Cái thường mấy người ta buôn bán ở ngoài đây bạn là cái ánh mắt của họ là họ liếc qua liếc lại dữ lắm. Biết gần ai mà quắt là họ phát hiện, họ biết liền à. Thứ gì chịu nổi. Thì cũng lấy neo mà mua hộp vịt lộn ăn luôn nè, vậy mới ghê chứ. Qua đây mấy lần mà qua đây mò chép chép với ốc gạo á, cầu Bình Hạnh nè. Ở bên đây là xứ sở nuôi cá tra hầm á với cá đưa hồng con á. Ở ngược lại phía bên cầu An Hiệp á, ngang nhau nè, mà bên cầu Hiệp á thì ta nuôi cá bè, nhưng ngược lại phía bên cầu mà Bình Hạnh là ta nuôi cá hầm đất không à, như đại khái như là cá dồ nè hay là cá đưa hồng con á. Ở vậy coi nè, quá trời luôn á. Ở bên đây nó không có đường đi nha, chứ là muốn đi đâu là phải đi xuồng không à, chứ không có đường xe. Tắp vô vô lại mua vịt lộn luôn, vừa kéo lưới vừa ăn vịt lộn luôn, nghĩa sốc. Hay vô lại cho bán đầy đủ vậy á. Đường, muối, bột ngọt, thì nước ngọt đầy đủ, rượu, bia luôn. Chủ yếu là họ chạy cái vô lại này, họ bán cho mấy người ta làm xà lan luôn. Oh.
Trời, táo rồi luôn kìa, đầy đủ hết trơn à. Này quắt lía lẹ luôn, không thấy. Ở dừa luôn không, đầy đủ luôn. Cô đại 20 cái gì đó. Cô đại 20 cái gì đó mua đi. Còn gì nữa không? Hả? Bích xu. Đang nghĩa còn gì không? Có hoa lan gì nữa? Hoa lan vậy? Mua hoa lan gì nữa? Ừ, cô để dành đó nấu ăn. Cô đại đi, ai biết đâu? Gió lãi hành nghề. Đường muối bùn ngọt đầy đủ. Ba con hả? Ba con. Có cái bè hay cái sủ? Mấy cái sủ lặn mà đâu, sủ nhỏ. Cái mè trắng á. Cá mè là cá mè. Cá mè trắng á. Mè trắng. Có con này là hồi mình mua nước cùng nhậu luôn. Ừ, tông càng luôn á. Để đi. Thôi đi chị ơi. Nãy quất bên kia quất quá trời luôn không thấy. Dạ. Rồi giờ mấy anh em mình về thôi. Mặt trời giờ đẹp quá bạn. Vừa xuống, mặt trời giờ đẹp ghê. Vừa xuống rồi. Ừ, bên đây mình chạy về tới bên cồn mà Hiệp Bến là hơn cây số, theo 1.300 tới 1.400 mét lận, thấy chứ nó rộng mênh mông đại hải. Về tới bến gặp kết quyền thổi văng lưới mà dính 20 trứng vịt lộn luôn, ghê gớm không? Thầm lưới mà dính 20 trứng vịt lộn luôn mới ghê gớm chứ. Quá trời lục bình rồi. Cái gì vậy? Có một chuyện nữa rồi đó. Đứng gì sao má tắt luôn. Người dướng bọc. Bên kia là siêu mẫu với con bèo đang thăm lưới cá sát. Còn xa xa đằng kia đó, chú đó là cầu tôm. Về tới bè trời cũng chuẩn bị sụp tối luôn. Ở đây mới găng lưới ghê không? Găng lưới mà dính 20 trứng như lộn đó bà. Vậy mới ghê chứ. Nào nói không tin, nó đã văng lưới dính được 20 trứng vịt lộn với bọc khoai lang luôn, thấy không? Cỡ đó đó. Mấy bà có văng lưới được dính vậy chưa? Bà kỷ lục luôn mà. Thử găng nhiều đây. Vô. Vô. Ký 9. Ký 9. Còn kia chắc cũng ký 8, ký 9 nè. Căng mà trắng nữa thì thiệt tình chứ. Ồ, mạnh sẵn ha. Vô. Vô. Ủa con này gần 2kg, hai con ngang ngửa nhau, ký chín. Đây cá mè trắng, rồi tôm, rồi mấy con sủ nữa. Chi mà chất lượng cá sủ nhóc trơn kìa. Khoảng hai con này mà hai con cá sủ đực là vô đậm nè, cẩm. Bạn thấy cá này vô lội nè, nhưng mà cá sủ đực với cá sủ cái nó cái giá trị nó khác nhau nhiều lắm. Vô đực mà nó gấp 3 lần. Thôi cả bà cậu cho vậy là cũng mừng lắm rồi bạn ơi. Cho rồi đừng đòi hỏi. Cho rồi, mừng lắm mà đâu dám đòi hỏi. Cá gì đâu, sủ nhi đâu cũng 2-3 con trống nước kìa. Mấy cá này thì chị Nương mới để tủ đông, sáng mai đem lên căng cho mối trên sò đét á. Này mày trắng, tôm càng bự ghê mà chứ ngủm của tỏi quá. Tôm càng này mà nếu đủ càng bán 100k chứ ít gì. Hồi lục luôn. Ừ, hồi lục quất luôn cho gồng mì tôm luôn. Chứ đâu 2-3 con sủ nhỏ nữa. Ba con phải. Mày trắng. Về có đầu củ sủ cho cá ăn kìa. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Về tới đây không, trời cũng vừa sụp tối luôn. Cá ăn nhìn thấy đẹp ghê. Thôi về. Rồi chào cả nhà nha.